dịch bệnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người dân xứ Quảng. Nhân mùa Vu Lan này, Phật giáo thành phố Hội An đã thực hiện chương trình hạt gạo từ bi. Trong 4 ngày, 20 tấn gạo đã được trao đến cho các hộ gia đình khó khăn, những người lao động bị mất việc do dịch Covid-19. Quá trình thực hiện chương trình luôn đảm bảo quy định phòng chống dịch, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn. Những việc làm ý nghĩa này được hy vọng san sẻ phần nào sự khó khăn với người dân, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, cùng cả nước vượt qua đại dịch. Còn tại tỉnh Đồng Tháp, sáng ngày 19 tháng 8, Chùa Hưng Thiền, thành phố Cao Lãnh đã phát tâm cúng dường phẩm vật đến các chư tăng ni vùng xa huyện Lấp Vò, gồm tịnh tài, tịnh vật với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Trước sự giãn cách xã hội dài ngày vì dịch bệnh, việc cúng dường của tăng ni Phật tử Chùa Hưng Thiền đến các chư tăng ni đang cấm túc là việc làm hết sức thiết thực, vừa duy trì được truyền thống mùa Vu Lan, vừa có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Trong khi đó, tại tỉnh Ninh Thuận, Chùa Tân Sơn, huyện Ninh Sơn vừa mở gian hàng không đồng, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân địa phương. Rau xanh, củ quả, gạo và các nhu yếu phẩm được chư tăng Phật tử phân loại và đóng gói cẩn thận để gửi tới người dân trong thời gian dịch bệnh. Trong mùa Vu Lan báo hiếu về, Chùa Tân Sơn tổ chức cái gian hàng này để đáp ứng một phần nào cho bà con địa phương thực sự khó khăn trong mùa dịch này, và cũng là đền đáp bốn ân nặng của người con Phật trong mùa Vu Lan báo hiếu, để giúp đỡ cho bà con. Ninh Sơn là địa phương khó khăn của tỉnh Ninh Thuận. Việc mở những gian hàng không đồng tại chùa như thế này góp phần chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn của người dân, đồng thời thể hiện tinh thần từ bi của những người con Phật.